Những hình ảnh cho thấy sự quyến rũ của phong cách thời trang phụ nữ Sài Gòn xưa trên những con phố đầy nét duyên dáng và thanh lịch. Sài Gòn trong những bức ảnh xưa hiện lên với những quý cô rất xinh đẹp, phóng khoáng và thời trang luôn khiến nhiều người thích thú. Từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, không hề khó hiểu khi phụ nữ Sài Gòn xưa có những trang phục và phong cách sang trọng và tân thời. Phụ nữ Sài Gòn vào thời điểm đó luôn biết cách tạo nên sự khác biệt trong từng trang phục. Bên cạnh những trang phục đời thường, hình ảnh phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975 đã gắn liền với bộ áo dài đáy thắt lưng ong, họa tiết gạch bông hay những hoa văn được thêu dệt tỉ mỉ. Phụ nữ Sài Gòn xưa đẹp và sành điệu đến mức những mẫu váy áo, trang phục cách đây đã hơn 40 năm, cho đến giờ vẫn chưa hề lỗi mốt. Thậm chí, nhiều nhà thiết kế hiện tại còn lấy cảm hứng từ chính phong cách ăn mặc của người phụ nữ Sài Gòn ngày xưa để làm nên những bộ sưu tập được nhiều người yêu thích. Cũng trong thời gian này, quần ống loe, ống vẩy được phổ biến hơn. Thời điểm đó, thời trang trong miền Nam cũng phát triển mạnh hơn ngoài Bắc. Vẻ đẹp của phụ nữ Sài Gòn xưa không chỉ thuyết phục mọi người bởi cách ăn mặc hợp thời trang, thần thái tự tin, mà còn ở sự cởi mở trong giao tiếp, luôn đón nhận những điều mới mẻ. Họ phá cách, hiện đại nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch và trẻ trung vốn có. Phụ nữ Sài Gòn xưa đã mang tới những chuẩn mực về vẻ đẹp khó bị mai một theo thời gian và vẫn là nguồn cảm hứng cho tới tận bây giờ. Và sau đây, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn những bức hình đầy cảm xúc về nhịp sống Sài Gòn xưa cùng với vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam. Nỗi buồn ngụp lặn trong men cay, nhưng chớ trêu thay, càng say sâu càng sâu. Nay phố xưa chỉ ta độc hành, từng đồng lạnh buốt con tim. Một mùa Noel đột nhiên em khóc, mắt sâu thẳm thắm buồn, nghẹn ngào câu chia ly. Ôi Chúa trên cao, vì sao đây đọa người? Từ đó đêm đêm vàng tay ta đốt, gói thuốc say thành sầu, sầu rực quanh ta. Chập chờn trong màn khói, mơ thấy bóng em về, nghe tiếng em cười nói như chuyện một đêm. Giúp ta phá tan thành sâu, vực ta khỏi hố tương tư. Vì từ em đi, nàn chúng ta uống, cố xua tan nỗi buồn ngược lặn trong men cay. Nhưng chớ trêu thay, càng say sâu càng sâu. Ngàn chúng ta uống, cố xua tan nỗi buồn một lần trong men cay, nhưng chớ trêu thay, càng say sâu càng sâu. Thank you.
chiều thơm vương bao nhớ nhung. Người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, chắc ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ dáng huyền đến trong mơ, lòng em bơ sầu mộng. Trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với anh trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày mơ. Xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ giang huyền đến trong mơ, lòng em bơ sâu mộng vàng phu tan theo gió chiều, biết anh về đâu. Hãy trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với anh trong kiếp nào. Xuân còn thắm ai ân kẹo tàn ngày mơ. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày mơ. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày mơ. Tà áo dài tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, áo dài vẫn không ngừng phát triển. Và dù có nhiều lần thay đổi, nhưng nó vẫn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của con người Việt Nam. Trái với những luận điệu từ phía Trung Quốc cho rằng áo dài ngày nay có nguồn gốc từ sườn xám, phiên bản đầu tiên của sườn xám bắt nguồn từ thế kỷ 17, triều đại nhà Thanh. Còn áo dài thì xuất hiện từ thế kỷ 18 và kiểu dáng của hai loại trang phục này không giống gì nhau cả. Có nhiều giả thuyết được đưa ra để nói về kiểu dáng của áo dài, chẳng hạn như là dựa theo trang phục của nhà Minh. Nhưng nếu nói về sự tương đồng thì có thể thấy rằng áo dài Việt Nam có kiểu dáng rất giống với trang phục truyền thống của đồng bào người Chăm. Phiên bản áo dài đầu tiên
giống với áo dài ngày nay nhất là áo ngũ thân. Thì của người Chăm cũng tương tự, nhưng gọi là bảy thân, tức là được may từ bảy mảnh vải, do ngày xưa khung dệt hẹp nên phải ghép vải lại với nhau. Điểm khác biệt rõ rệt nhất là trang phục Chăm ngày xưa mặc váy, áo mặc chui đầu và không xẻ tà. Theo Đại Nam Thực Lục, năm 1744, chú Nguyễn Phúc Khoát xưng vương lấy hiệu là Võ Vương và cho đổi mới lại các bộ phận hành chánh. Nhận thấy rằng đàn trong cần tách biệt hoàn toàn với đàn ngoài. Vì vậy, ông ta đã hạ lệnh toàn dân cần đổi y phục và thay đổi phong tục tập quán. Từ đây, chính thức tạo tiền đề cho sự ra đời của áo ngũ thân, sau này là áo dài. Về sau, vẫn còn nhiều người mặc y phục theo tiền triều. Vì vậy, vua Minh Mạng đã đưa ra sắc lệnh: cấm đàn ông đóng khố, đàn bà không được mặc váy hay áo tứ thân. Tất cả đều phải mặc quần và áo ngũ thân theo lệnh của Hiếu Võ Hoàng đế năm xưa ở Thuận Hóa, tức Võ Vương. Khi tìm hiểu về lịch sử áo dài ở miền Nam Việt Nam, thì ta sẽ thấy có rất nhiều thông tin. Chẳng hạn như áo ngũ thân, áo dài lam mơ, áo dài thắt đáy ở lưng ông, áo dài cổ thuyền. Áo dài ngũ thân, như đã được kể ở trên, xuất hiện nhiều nhất là khoảng cuối thế kỷ 19. Phần đông phụ nữ thành thị đều may áo dài có năm thân hay năm tà. Ta có thể thấy ngày nay giới trẻ đang tìm về những loại trang phục cổ xưa như vậy và cho cách tân lại. Nhưng càng cách tân thì nhìn nó càng ra vẻ quê mùa, xấu xí, chứ không toát ra vẻ hiện đại, sang trọng như nguyên bản. Có lẽ là do chất liệu, độ tỉ mỉ trong thiết kế, và quan trọng nhất là phải đặt cảm xúc của mình vào trong đó thì mới tôn lên vẻ đẹp của chiếc áo ngũ thân. Áo dài lơ mưa. Khi kỹ thuật dệt vải đã được cải tiến, người ta bắt đầu giãn lược đi nhiều chi tiết để áo dài còn có ba thân. Năm 1934, sau nhiều lần phân tích ưu nhược điểm của áo dài đương thời, họa sĩ Nguyễn Cát Tường đã tạo ra áo dài lơ mưa, thẳng thắn gạt bỏ đi những màu sắc tối tăm truyền thống mà đưa những gam màu dịu nhẹ, tươi sáng theo phong cách châu Âu lên áo dài lơ mưa. Điểm khiến cho người ta chú ý đến áo dài của ông đó là ở mỗi kiểu áo, ông đều ghi chú cẩn thận về loại vải, màu vải này thích hợp cho ai hay mặc vào thời tiết nào. Đặc biệt hơn nữa là còn hướng dẫn cho các chị em trang điểm phù hợp với y phục. Các biến thể của áo dài lơ mưa. Kiểu dáng áo dài lơ mưa sang trọng, hiện đại là vậy, nhưng không phải chị em nào cũng ưa thích. Những người tôn vinh giá trị truyền thống phản đối sự cách tân này. Họ dựa vào thiết kế của họa sĩ Nguyễn Cát Tường để phát triển ra một loại y phục khác có tên gọi là áo dài lê phổ, với vạt áo mai dài, tay không phồng, cổ kính và hạng nút được đính bên phải áo. Kiểu dáng này rất phổ biến với phụ nữ cả nước ở thập niên 50 của thế kỷ trước. Nhưng khi vào tới miền Nam, mẫu áo dài này trở nên táo bạo hơn vì nó được chỉnh sửa cho phù hợp với sở thích của người miền Nam. Vì vậy, họ đã cho phần eo nhỏ lại và ôm sát cơ thể hơn, vừa kín đáo nhưng cũng biểu lộ rõ đường nét gợi cảm của người phụ nữ. Một biến thể khác của áo dài lơ mưa chính là áo dài cổ thuyền, hay còn gọi là áo dài bà Nhu, xuất hiện từ cuối thập niên 50 với cổ áo hình thuyền, khoét hơi rộng để khoe một phần bờ vai quyến rũ của người phụ nữ. Mẫu áo này đã gây xôn xao dư luận thời điểm đó do quá hở hang, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Nhưng rồi cũng được chấp nhận, vì sự thật không ai có thể phủ nhận rằng đây là một thiết kế tuy rất táo bạo nhưng cũng không kém phần sang trọng quý phái, đặc biệt là với những người có bộ ngực đầy đặn và thích đeo nữ trang. Áo dài rắp lăng được khởi xướng bởi nhà may Dung Đa Cao từ năm 1960. Mẫu thiết kế rắp lăng vẫn còn được ưa chuộng và ảnh hưởng rất nhiều tới những thiết kế hiện đại. Có thể nói, thiết kế này là một cuộc đại cách tân của áo dài. Khác với những mẫu áo dài trước đó được dệt và may theo một khuôn liền lạc, thì với áo dài rắp lăng thì phần tay được làm rời và may vào thân áo. Tà trước với tà sau được thiết kế nối bằng hàng nút bấm chạy dài từ cổ xuống dọc bên hông. Thiết kế này cho phép tà áo ôm theo đường cong người mặc,
và có thể cử động thoải mái, linh hoạt mà không bị hằn nếp gấp ở nách. Trải qua nhiều lần thay đổi và cách tân, áo dài của những thập niên 60-70 đã để lại nhiều dấu ấn nhất. Các thiếu nữ miền Nam xưa rất thích chạy theo thời đại, đã kịp trang bị cho mình những chiếc áo lót kín đáo của phương Tây. Cũng bởi vì vậy mà áo dài đã bớt đi một phần áp lực vì bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ cuối cùng cũng được bảo vệ cẩn thận, nên các thiết kế áo dài dần dần được thỏa sức đổi mới mà không vướng phải bất kỳ khó khăn nào nữa. Chiếc áo dài dần mỏng hơn, với chất liệu thân thiện và giá thành thì dễ tiếp cận. Vốn có tư duy cởi mở, không khó để nhìn thấy những quý cô Sài Gòn với bộ tóc uốn xoăn thời thượng đang mặc áo dài chít eo ngồi sau chiếc Honda 67 trên đường phố. Phần eo áo dài đã được may thắt lại để tôn vinh lên góc dáng hoàn mỹ của người phụ nữ. Người ta còn gọi đó là áo dài thắt đáy lưng ong. Thậm chí, có người còn dùng dây quấn phía trong áo để có phần eo thon gọn hơn. Với tà áo rộng, ngực áo nhô cao, làm cho người mặc trở nên thời thượng quyến rũ. Với gu thẩm mỹ đa dạng, những nhà thiết kế còn tạo ra những họa tiết nhiều màu sắc, từ đơn giản cho tới sang trọng. Phụ kiện đi kèm với chiếc áo dài thường là những giỏ sách nhỏ được đan bằng may, hay ta vẫn thường thấy những hình ảnh người phụ nữ miền Nam trong tà áo dài với chiếc nón lá thiết tha mỹ miều đang dạo bước trên đường phố Sài Gòn. Những mẫu áo dài ở miền Nam xưa không chỉ phổ biến trên đường phố mà còn xuất hiện ở trường học. Trai Petruski, gái Gia Long. Thở đó, đồng phục cho nữ sinh là tà áo dài trắng với quần trắng hoặc đen tùy vào quy định của nhà trường. Những thiên thần áo trắng đã từng là người trong mộng của biết bao nhiêu thanh niên. Tản mạn thêm một chút, có thể thấy rất rõ qua các hình ảnh xưa của người Việt Nam tại lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh các xu hướng thời trang như là áo dài chít eo hay áo dài mini, cùng xuất hiện rất nhiều gu khác nhau, chẳng hạn như nhiều người con gái Bắc có xu hướng mặc áo dài tà rộng, thoải mái, không bó eo, với các kèm màu trầm, nhẹ hơn, trơn hoặc ít họa tiết. Cạnh đó, người thiếu nữ miền Trung lại có xu hướng may cổ áo rất cao để thể hiện sự kín đáo, hay người ta còn gọi là kính cổng cao tường. Đó là lý do người hậu thế hay lấy câu hát "Em đi về còn mưa ướt áo" trong ca khúc Mưa Hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bàn về tà áo dài. Có người nói rằng chàng trai đó, ý nói nhạc sĩ họ Trịnh, cầu trời mưa làm cho áo dài bị ướt để thấy rõ những đường cong mỹ miều của người con gái Huế. Tuy nhiên, lại có một quan điểm trái chiều của nhiều chị em phái nữ cho rằng cô gái Huế đó đang cầu trời mưa cho áo dài mình ướt để cô có thể nói điều mình muốn ở bên trong kính cổng cao tường đó. Dù nói cách nào, áo dài của người miền Trung, đặc biệt là Huế, sẽ rất dễ nhận thấy vì cổ cao kết hợp với những trang sức đặc trưng của họ vốn có góc chăm bà. Áo dài miền Nam cũng rất đặc trưng. Trước giai đoạn năm 1954, áo dài trong Nam có eo may rất giống với tà áo dài hiện đại ngày nay, được tô điểm bởi nhiều hoa văn và màu sắc tươi sáng đầy năng lượng. Sau này, Sài Gòn xuất hiện mẫu áo dài cô ba với hoa văn họa tiết đi kèm theo tấm vải rất đa dạng, phong phú và tinh tế, cùng với màu sắc kết hợp hài hòa vượt thời đại và vẫn còn là xu thế của ngày nay. Áo dài mini. Nhắc về thời trang Sài Gòn cuối thập niên 60 và đầu những năm 70 thì không thể thiếu áo dài mini. Chiếc áo dài mini tồn tại song song với chiếc áo dài chít eo hay là cổ thuyền, nhưng lại là một loại trang phục phổ biến hơn, được đối tượng bình dân, đặc biệt là nữ sinh, sinh viên vô cùng ưa chuộng bởi tính thoải mái và tiện dụng của nó. Tà áo dài cắt ngắn trên đầu gối, vạt hẹp hay vừa, tay may kiểu ráp lăng, không phải tay thường nên ôm rất sát được bờ vai, tay lửng, dài, bồng hoặc ngắn. Đặc biệt, đường eo được mổ lên cao, phô chút đường tam giác quyến rũ của chiếc eo thon. Cổ áo tùy người chọn, thấp hoặc cao, phần lớn là cổ tròn, vuông, thuyền, khoét nông hay là sâu. Áo dài mini có phần cổ thấp hơn là áo dài truyền thống, ôm vừa vặn để tôn lên chiếc cần cổ thon nhỏ mà lại không tạo cảm giác bí bách. Tà áo dài hẹp, ngắn đến gần đầu gối, phần áo rộng, không chít eo, nhưng nương theo đường cong cơ thể nên vẫn làm nổi bật sự mềm mại uyển chuyển của người mặc.
Thời kỳ này, xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến nhất. Vì vậy, áo dài mini ra đời với một cải tiến được nhiều người ủng hộ. Hai tà ngắn hơn tà áo dài truyền thống nhằm mang đến sự thuận tiện cùng vẻ năng động, trẻ trung cho thiếu nữ tuổi trăng tròn. Ống quần khá rộng và dài, đôi khi lết phết đến tận gót dài, thì mang đến nét uyển chuyển trong từng chuyển động, nhưng gây trở ngại không ít cho người mặc. Với giới trẻ ngày nay, thiết kế của chiếc áo dài mini có thể nói là khá mắc cười, với phần eo rộng, tà ngắn đi cùng chiếc quần ống rộng dài chấm đất. Nhưng với thế hệ đi trước, đó là cả một khoảng trời trong trẻo chứa đầy ký ức tươi đẹp thỏ thanh xuân. Đó là những buổi chiều tan trường, tà áo dài tha thướt của nữ sinh lướt nhanh trong gió như những cánh bướm tinh khôi, mặc cho biết bao trái tim thổn thức bị bỏ lại ở phía sau. Hình ảnh ấy đẹp lắm, thơ lắm. Nên đến những năm đầu thập niên 70, nhạc sĩ Nam Lộc đã viết nên ca khúc Trưng Vương, Khung Cửa Mùa Thu, dựa trên nền nhạc của một ca khúc nước ngoài, như nói hộ tâm tình của những cậu học trò ngày nay, những trái tim mới lớn trót dại đi trước nụ cười, ánh mắt hay tà áo dài ai đó. Mà có khi chẳng cần đến thơ hay nhạc, chiếc áo dài mini vẫn được xem như một tuyên ngôn thời trang của những thiếu nữ Sài Gòn thời bấy giờ. Thuần khiết, giản đơn mà phóng khoáng. Trong hôn em, người mang
quen môi hôn ngọt mềm, tình cho tim em dùng những đêm lạnh lùng, từng chiều cùng người về trong cơn mưa bay, nghe thương nhớ tràn đầy lên đôi mắt thật gầy. Nước tôi
đi khắp cùng Nam Châu. Chiếc áo dài quê hương đời đời yêu quý, nước Việt còn khi em khoác lên chiếc áo dài quê hương.